tướng Mỹ bất ngờ dội gáo nước lạnh vào Kiev, thừa nhận sức mạnh kinh người của quân Nga. Chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở châu Âu mới đây bác tuyên bố của Kiev về tổn thất lớn của không quân Nga và tuyên bố, trên thực tế, không quân Nga chỉ mất một phần 10 phi đội trong khi nhiều năng lực quân sự của nước này về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 2 năm chiến đấu ở Ukraine. Theo Eurasian Times, tướng Christopher G., Cavoli, Người đứng đầu bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ kiêm tư lệnh đồng minh tối cao của NATO đã tuyên bố trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 10 tháng 4 rằng: "Chúng tôi không thấy tổn thất đáng kể của Nga trong lĩnh vực không quân, đặc biệt là các phi đội hàng không chiến lược và tầm xa của họ." Báo cáo ban đầu về cuộc điều trần được đăng tải trên tạp chí Lực lượng Không quân và Vũ trụ Mỹ. Trong cuộc điều trần này, tướng Cavoli lưu ý thêm rằng, các lực lượng chiến lược, không quân tầm xa, năng lực mạng, năng lực không gian và khả năng tác chiến điện tử của Nga không hề mất đi lực lượng không quân Nga đã mất một số máy bay, nhưng chỉ mất khoảng 10% phi đội của họ. Theo tướng Mỹ, mặc dù trong cuộc chiến ở Ukraine, quân đội Nga đã tổn thất đáng kể về nhân mạng và tài sản quân sự, với 315.000 binh sĩ đã tử trận và gần 2.000 xe tăng bị phá hủy nhưng các lực lượng của Moscow vẫn hoạt động tốt, thậm chí tốt hơn trên chiến trường. Điều này phần lớn nhờ nỗ lực xây dựng lại lực lượng vũ trang của Nga và việc điện Kremlin được tiếp sức nhờ tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên và máy bay không người lái Iran. Những tuyên bố của tướng Cavoli rõ ràng dội gáo nước lạnh vào Ukraine khi nó trái ngược với hàng loạt tuyên bố của Ukraine về tổn thất lớn của quân đội Nga trên chiến trường. Tướng Mỹ lưu ý rằng Ukraine cũng đã đạt được thành công đáng kể trên chiến trường, đặc biệt là khi nước này đã hạ gục ít nhất hai máy bay chỉ huy và điều khiển A-50 của Nga. Tuy nhiên, không quân Nga phần lớn đã điều chỉnh lại chiến lược để bảo toàn phi đội của họ bằng cách tránh các khu vực mà lực lượng phòng không Ukraine có thể tấn công. Theo ông Cavoli, các máy bay chiến đấu của Nga đã trốn tránh hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí tầm xa và đã sửa đổi nhiều chiến thuật để tránh bị hạ gục. Theo Eurasian Times, những nhận định của tướng Mỹ tuyên bố này có thể khiến quân đội Ukraine lo lắng bởi Kiev vốn cho rằng họ đã thường xuyên gây ra thiệt hại đáng kể cho không quân Nga. Vào cuối tháng 2, tròn 2 năm xung đột Nga-Ukraine, quân đội Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ được 342 máy bay và 325 trực thăng của Nga. Từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ khoảng 20 máy bay chiến đấu của Nga, hầu hết trong số đó là máy bay ném bom Su-34 Fullback đáng gờm, phóng bom dẫn đường. Tuy nhiên, những tuyên bố này đều không thể được xác minh một cách độc lập. Khi bắn hạ hai máy bay ném bom Su-34, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola Omichuk thậm chí còn chế giễu không quân Nga rằng, với những tổn thất về máy bay chiến đấu và máy bay ném bom như hiện tại, người Nga nên suy nghĩ và dừng hoạt động hàng không một thời gian. Các báo cáo của Ukraine từ lâu nhấn mạnh rằng Nga đã mất một số lượng lớn máy bay trong cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cũng từng tự hào tuyên bố với các phóng viên rằng Ukraine đã tích lũy được các công cụ hiệu quả để tiêu diệt máy bay Nga ở khoảng cách khá xa. Lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một số máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga đậu trên các sân bay bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, những tuyên bố này cũng không thể được xác minh một cách độc lập. Mỹ tiết lộ cách Trung Quốc tiếp sức cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, Bắc Kinh phản pháo gắt. Các quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine bằng cách giúp Moscow tăng cường sức mạnh quân sự tham vọng nhất từ thời Liên Xô, bao gồm cung cấp công nghệ máy bay không người lái và tên lửa cũng như hình ảnh vệ tinh và vi điện tử. Theo Global News, các quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm gần đây và đây cũng là chủ đề thảo luận nóng gần đây của Washington với các đồng minh của nước này ở châu Âu và trên thế giới. Một quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc vật liệu của Trung Quốc đang vá những lỗ hổng nghiêm trọng trong chu kỳ sản xuất quốc phòng của Nga và giúp Moscow thực hiện việc mở rộng quốc phòng tham vọng nhất kể từ thời Liên Xô và với thời gian nhanh hơn chúng tôi tin là có thể xảy ra trong cuộc xung đột này. Sự hỗ trợ mà Trung Quốc bị cáo buộc đang cung cấp cho Nga bao gồm số lượng đáng kể máy công cụ, động cơ máy bay không người lái động cơ phản lực cũng như công nghệ tên lửa hành trình, vi điện tử và nitro cellulo, chất nổ dễ cháy mà Nga sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho vũ khí. Một trong các quan chức Mỹ cho biết, các cơ quan của Trung Quốc và Nga cũng đang hợp tác để sản xuất máy bay không người lái ở Nga. Sự hỗ trợ từ Trung Quốc bị cáo buộc đang tác động không nhỏ đến khả năng Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, trong khi quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trang thiết bị và vũ khí trầm trọng. Thách thức đối với Ukraine càng trở nên trầm trọng hơn khi Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tiếp tục ngăn chặn cuộc bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Kiev. Theo các quan chức Mỹ, người Nga có thể đã sử dụng máy công cụ nhập khẩu từ Trung Quốc để tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo. Mỹ cho rằng tập đoàn máy công cụ Đại Liên, một trong những nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu của Trung Quốc, là một công ty cung cấp cho Nga. Một trong những động thái mang tính thay đổi cuộc chơi mà chúng tôi có được vào thời điểm này để hỗ trợ Ukraine là thuyết phục Trung Quốc ngừng giúp Nga tái thiết cơ sở công nghiệp quân sự của họ. Nga sẽ gặp khó khăn để duy trì nỗ lực chiến tranh nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden cho biết. Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến, đồng thời lưu ý thêm rằng họ không liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc Liu PNGU nói với Reuters rằng các hoạt động thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga không nên bị can thiệp hoặc hạn chế. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ kiềm chế không chỉ trích và coi thường mối quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Nga, ông Liu PNGU nhấn mạnh. Trước đó, Mỹ cảnh báo sẽ bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine do các quan hệ hợp tác chặt chẽ của Bắc Kinh đối với Moscow. Chúng tôi đã trực tiếp nói với Trung Quốc rằng, nếu điều này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và nói rằng mọi thứ đều ổn. Chúng tôi thấy đây không chỉ là hoạt động riêng biệt của Nga mà là một loạt các hoạt động kết hợp được hỗ trợ bởi Trung Quốc và cả Triều Tiên. Điều này đi ngược lại lợi ích của chúng tôi. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell tuyên bố tại Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung khi trả lời câu hỏi về chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường quan hệ và hợp tác với Moscow. Ông Campbell cho rằng Trung Quốc đã cảm thấy lo lắng trước những thất bại ban đầu của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và từ đó. Nỗ lực giúp Moscow xây dựng lại toàn bộ năng lực quân sự vì không muốn thấy Moscow thua cuộc. Sau hơn 2 năm chiến sự ở Ukraine, Nga hiện gần như đã được tái trang bị hoàn toàn và giờ đây họ đang gây ra mối đe dọa đáng kể đối với Ukraine và khu vực xung quanh, ông Campbell cáo buộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn.